Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón các quý cô tuổi Đinh Tỵ. Chúc các quý cô có một năm bình an, vui vẻ gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các quý cô đón xem Tử Vi tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977, nữ mạng trong năm 2023 chi tiết chính xác nhất về các phương diện như tổng quan, sự nghiệp, tài lộc, tình cảm, sức khỏe, sao hạn, hướng xuất hành tử vi từng tháng trong năm 2023, mời các quý cô cùng theo dõi tổng quan tử vi năm 2023, cho tuổi đinh tỵ 1977, nữ mạng. Tử vi tuổi đinh tỵ 1977, nữ mạng, trong năm 2023, có vận trình tương đối khó khăn. Năm 2023 bạn tròn 47 tuổi, đây là một năm mà nữ tuổi đinh tỵ rất vất vả, lên voi xuống chó do ảnh hưởng của hung tinh. Các mối quan hệ, kết giao, sức khỏe cần được chú ý, cần tăng cường phòng ngừa, chủ động để tránh ảnh hưởng của các sao hung tinh cách giác, địa tang, dĩ cập, thiên khốc. Nhưng sự nghiệp và tài chính lại có sự trợ giúp của các tinh thiên đức, Đinh Tị có thể an tâm phần nào về vận trình công việc cũng như tài lộc và thu nhập của mình trong năm này. Bước sang năm Quý Mão 2023, tuổi Đinh Tị 1977, nữ mạng là 47 tuổi âm lịch và 46 tuổi dương lịch. Xét về thiên can và địa chi, tuổi Đinh Tị nữ mạng thuộc mệnh Thổ gặp năm 2023, mệnh Kim Bạch Kim thổ sinh cho Kim, rất tốt. Thiên can, Đinh gặp năm Quý tương khắc, xấu. Địa chi, tị gặp năm mão, bình hòa. Sao chiếu mệnh, quý cô tuổi đinh tỵ trong năm 2023 gặp sao vân hớn chiếu mệnh, bản mệnh gặp vân hớn tinh chiếu trở nên bảo thủ và không ưa đổi mới, dễ bị xa vào các vấn đề về giấy tờ, kiện tụng. Lời nói ra khó nghe, nóng nảy, không giữ mồm miệng, nên hay xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Vận hạn, hạn ngũ mộ, là hạn mất của, hao tài, bất an. Tránh mua đồ lậu, mua đồ không có hóa đơn. Chớ cho người ngủ nhờ kẻo có tai bay và gió đề phòng hao tài mất của. Tử vi tuổi đinh tỵ, nữ mạng năm 2023, có phạm tam tai, hoang ốc, kim lâu, thái tuế không? Tam tai năm 2023, không phạm tam tai. Hạn hoang ốc năm 2023, phạm hoang ốc, ngũ thọ tử, không nên xây nhà trong năm này. Tuổi kim lâu năm 2023, không phạm kim lâu. Thái tuế năm 2023, không phạm hạn thái tuế vận trình cắt hung của tuổi đinh tỵ 1977, nữ mạng, trong năm quý mão 2023. Hung tinh Tuy năm nay không dính hạn thái tuế nhưng quý cô tuổi đinh tỵ bị hung tinh cách giác, địa tang, dĩ cập, thiên khốc quấy nhiễu. Cát tinh nhưng may mắn là quý cô Đinh Tị có cát tinh sao thiên đức hỗ trợ, dù vận trình tổng thể khá tệ nhưng nhờ cát tinh này nên sự nghiệp và tiền bạc của nữ tuổi này cực kỳ ổn. Xét về phương diện sự nghiệp của tuổi đinh tỵ 1977, nữ mạng, trong năm quý mão 2023. Vận trình sự nghiệp của tuổi đinh tỵ 1977, nữ mạng, nhờ có các tinh thiên đức chiếu mệnh nên khá ổn định trong năm quý mão này. Mặc dù người tuổi này còn vướng vào tranh cãi với tiểu nhân trong năm quý mão do các hung tinh gây ra, nhưng được sao may mắn thiên đức giúp đỡ nên hầu hết người tuổi này vẫn thể hiện được sự bình tĩnh và nhẫn nại của mình tuổi đinh tỵ 1977, nữ mạng, bước sang năm quý mão 2023, là 47 tuổi, đang ở cuối giai đoạn 2 của vận trình đời người, tam thập nhi lập. Từ 30 tuổi trở đi lập thân, lập nghiệp, đã trụ vững, có nghề nghiệp, việc làm, có khả năng nuôi sống bản thân và gia đình, đã xác định vị trí của mình trong xã hội. Tuổi đinh tỵ 1977, nữ mạng, ắt đây sẽ trải qua giai đoạn thịnh vượng nhất nhì trong sự nghiệp với nhiều quyền lực và địa vị, có chức quyền và tiền tài trong tay năm 2023, đối với quý cô tuổi đinh tỵ là tương đối ổn định và suôn sẻ trong công việc. Đặc biệt, những người làm kinh doanh sẽ tiếp tục phát triển rất thịnh vượng trong năm nay, công việc làm ăn của bạn khá thuận lợi, cơ hội làm ăn ngày càng lớn mạnh. Tử vi dự báo quý cô tuổi đinh tỵ 1977 sẽ nhận được may mắn nhiều hơn trong công việc cho nên cần phải cố gắng hết mình, nỗ lực để có vị trí tốt hơn ở nơi làm việc. Nếu như trong năm này, có thay đổi nơi công tác hay xin việc thì quý cô cũng nhận được vào chỗ đang thiếu người và phù hợp với năng lực của quý cô, rất tốt. Đặc biệt, trong năm 2023, thầy ra các khuyên các quý cô tuổi đinh tỵ hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, tỵ, dậu, sửu, giúp hóa giải sung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với quý cô, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm may mắn không gì bằng, giúp cho quý cô có một năm bội thu, đại cắt, đại lợi. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Đinh Tỵ 1977, nữ mạng trong năm Quý Mão 2023. Tử vi tuổi Đinh Tỵ 1977, nữ mạng trong năm 2023 về mặt tài lộc cũng rất mạnh. Với sự trợ giúp của các cát tinh giúp cho vận trình tài lộc của quý cô có được nhiều sự may mắn, ví tiền của quý cô vẫn thu vào đều đều, cho dù đang làm một hay nhiều công việc. Trong đó, phương diện tài chính khả quan nhất là do sự nghiệp thăng tiến, người làm công ăn lương, văn phòng, công chức, viên chức, công việc gặp nhiều thuận lợi có cơ hội được tăng lương, thăng chức trong năm nay. Nguồn sống và kinh tế của quý cô cũng được cải thiện rất nhiều. Các thần chiếu mệnh mang tới những cơ hội kinh doanh, hợp tác làm ăn lớn. Nếu đang làm trong lĩnh vực có liên quan đến đất đai, bất động sản, thì quý cô tha hồ, hốt vàng hốt bạc. Về phần tài lộc, nữ tuổi đinh tỵ sẽ vượng hơn năm cũ, bạn có kinh nghiệm quản lý tài chính khá phong phú và điều kiện môi trường làm ăn rất tốt nếu bạn có thể tận dụng cơ hội làm ăn bằng tài ăn nói của mình thì năm nay kiếm được rất nhiều tiền phương thức làm giàu chủ yếu của quý cô là thông qua công việc chính chứ việc phụ bên ngoài thì cũng có nhưng không nhiều với người làm công ăn lương công việc tiến triển thuận lợi kèm theo đó là thu nhập khá ổn định theo đó bản mệnh có một năm tiêu tiền thoải mái không phải đắn đo quá nhiều Tuy nhiên, về mặt tài chính trong năm nay, quý cô cũng phải tiêu pha tiền bạc tốn kém nhiều, có nhiều việc phát sinh ngoài ý muốn, nếu như cho vay mượn về tiền bạc thì khó đòi lại được, hơn nữa, trong năm có vận niên, thổ lộng nguyệt, thì bản mệnh cũng nên hạn chế đến nơi tiệc tùng ăn uống sẽ tốt hơn. Xét về phương diện tình cảm của tuổi đinh tỵ 1977, nữ mạng, trong năm quý mão 2023. Năm quý mão 2023, vận trình tình cảm của người tuổi đinh tỵ 1977, nữ mạng. Quý cô tuổi đinh tỵ bị ảnh hưởng bởi sao cách giác và thiên khốc là hung tinh, hầu hết những người tuổi đinh tỵ đều tương đối thờ ơ, ích kỷ, xấu tính trong tình yêu. Bởi bạn nghĩ bạn sống vì người ta quá đủ rồi, đây là lúc bạn cần sống vì chính mình. Và vì nhân cách của quý cô ngày càng xấu đi, những người xung quanh sẽ tránh xa bạn, kể cả những người thân yêu đã từng gắn bó với bạn trong quá khứ. Vì vậy, trong năm nay, vận tình cảm của người tuổi đinh tỵ có phần suy yếu, tình duyên nhiều gập gành, cuộc sống gia đình tương đối eo uột người đã có gia đình nên cẩn thận giữ mình hành xử có chừng mực để tránh vướng phải tình cảm ngoài luồng do không làm chủ được bản thân nên tuổi này rất dễ xa ngã khiến gia đình đổ vỡ về những tháng cuối năm gặp vận niên thố lộng nguyệt tức là mèo chơi chăng điều này giúp cho quý cô tuổi đinh tị nhìn nhận lại bản thân mình đã sửa đổi được nhiều tính xấu giúp cho vận trình tình cảm của bạn như được thay ra đổi thịt có được những phút giây vui vẻ hạnh phúc gia đình yên ấm con cái ngoan ngoãn chuyện tình cảm trở nên tốt đẹp hơn Xét về phương diện sức khỏe của tuổi đinh tỵ 1977, nữ mạng, trong năm quý mão 2023. Vận trình sức khỏe của tuổi đinh tỵ 1977, nữ mạng, cũng không mấy khả quan. Bị ảnh hưởng bởi hung tinh, cách giác, địa tăng, dĩ cập, vận trình sức khỏe của quý cô giảm sút trong năm nay, các vấn đề về thể chất của bạn thường xuyên xuất hiện. Không chỉ vậy, nhiều quý cô tuổi này cũng sẽ gặp phải một số chấn thương do thương tích, tai nạn hàng ngày vì vậy tử vi khuyến quý cô tuổi này nên cẩn thận hơn đặc biệt là trong cuộc sống hàng ngày chăm sóc bản thân cảnh giác với thế giới xung quanh để tránh những tổn hại không đáng có ngoài ra áp lực về công việc tiền bạc cũng là yếu tố khiến tinh thần của quý cô bất ổn hay lo lắng stress một khi tình trạng này kéo dài có thể dẫn đến sức khỏe suy kiệt sức đề kháng kém thì rất dễ mắc bệnh theo mùa hoặc bệnh cũ tái phát tuổi quý cô trong năm này cần biết điều tiết cảm xúc cân bằng giữa thời gian làm việc và nghỉ ngơi để tâm bệnh không có cơ hội chuyển biến thành bệnh tật rất có hại cho sức khỏe Đặc biệt quý cô tuổi đinh tỵ trong năm này, nên thường xuyên đi chùa để giữ được tâm thế thanh tịnh, thoải mái. Quý cô tuổi đinh tỵ 1977, hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo, đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, chỉ chú và xem ngày, giờ, sử dụng vật phẩm theo tuổi của quý cô ngày giờ xuất hành tốt cho tuổi đinh tỵ 1977, nữ mạng, trong năm quý mão 2023. Số của nữ đinh tỵ nếu xuất hành vào ngày chẵn, giờ chẵn và tháng chẵn thì làm việc gì cũng thuận lợi, gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp như mong muốn. Ngày mùng 1 Tết. Dương lịch, Chủ nhật, ngày 22 tháng 1 năm 2023. Âm lịch là ngày mùng 1 tháng 1 năm 2023, tức ngày canh thìn, tháng giáp dần, năm quý mão giờ xuất hành tốt cho quý cô tuổi đinh tỵ. Giờ canh thìn, từ 7 giờ đến 9 giờ, thuộc Thanh Long, tốt nhất là 8 giờ 5 phút giờ địa phương. Hướng xuất hành tốt cho quý cô tuổi đinh tỵ. Xuất hành theo hướng Tây Bắc, để nghênh đón hỷ thần, để đón nhiều tin vui, may mắn trong năm. Xuất hành theo hướng Tây Nam, để nghênh đón tài thần, thần tài ghé thăm để đón nhiều tài lộc trong năm. Ngày mùng 2 Tết Dương lịch thứ hai, ngày 23 tháng 1 năm 2023 Âm lịch là ngày mùng 2 tháng 1 năm 2023 tức ngày Tân Tỵ, tháng Giáp Dần, năm Quý Mão. Ngày này là ngày sát chủ, không tốt cho việc xuất hành hay khởi cầu về công danh, tài lộc. Nếu xuất hành quý cô nên chọn giờ Hoàng đạo và hướng tốt trong ngày. Hướng tốt trong ngày thì thần và tài thần, hướng Tây Nam. Ngày mùng 3 Tết. Dương lịch thứ ba ngày 24 tháng 1 năm 2023 âm lịch, là ngày mùng 3 tháng 1 năm 2023, tức ngày nhâm ngọ, tháng giáp dần, năm quý mão. Giờ xuất hành tốt cho quý cô tuổi đinh tỵ. 7 giờ 5 phút giờ địa phương. Hướng xuất hành tốt cho quý cô tuổi đinh tỵ. Xuất hành theo hướng chính nam, để nghênh đón hỷ thần, để đón nhiều tin vui, may mắn trong năm. Xuất hành theo hướng chính tây, để nghênh đón tài thần, thần tài ghé thăm để đón nhiều tài lộc trong năm tuổi sông đất hợp với gia chủ tuổi đinh tỵ 1977, nữ mạng, trong năm quý mão 2023. Dựa vào thiên can, địa chi và lựa chọn ngũ hành hợp với tuổi của gia chủ tuổi đinh tỵ 1977. Điều này nhằm mang tới may mắn, tài lộc cho gia chủ. Người tới sông đất cho gia chủ đinh tỵ 1977 phải là người khỏe mạnh, luôn vui vẻ, hân hoan, đặc biệt họ càng thành công thì vía mà bạn nhận được càng nhiều. Cần kiêng những người nhà đang có tang hoặc phụ nữ đang mang bầu để tránh âm khí tuổi sông đất tốt nhất cho gia chủ tuổi đinh tỵ 1977, nữ mạng, trong năm quý mão 2023, là tuổi quý dậu sinh năm 1993. Điều này được lý giải như sau. Tuổi đinh tỵ 1977, thuộc mệnh thổ, gặp tuổi quý dậu 1993, mệnh kim, thổ sinh kim, tương sinh, rất tốt. Thiên can, đinh gặp năm quý, tương khắc. Địa chi, tỵ gặp năm dậu, tương sinh, tam hợp, rất tốt. Mệnh của năm tương sinh, rất tốt. Ngoài ra gia chủ tuổi đinh tỵ 1977, trong năm quý mão 2023, cũng có thể chọn tuổi đinh sửu 1985 để sông đất. Trong năm quý mão 2023 này, tuổi đinh tỵ 1977, nữ mạng, cần đặc biệt chú ý tới hạn ngủ mộ và sao vân hớn chiếu mệnh. Mức độ ảnh hưởng của hạn ngủ mộ đối với tuổi đinh tỵ 1977, nữ mạng. Nhắc đến hạn ngủ mộ, người xưa có hai câu thơ dưới đây sẽ cho thấy rõ hạn ngũ mộ là tốt hay xấu ngũ mộ hạn xấu tồn tài, thiên tinh phải mắc dạ tai ngục hình. Như vậy, hạn ngũ mộ là hạn chủ về hao tài tốn của nên dù ít dù nhiều, dù mất một phần hay nặng nề là mất tất cả thì cũng khiến cho tinh thần gia chủ đi xuống, ăn không ngon ngủ không yên, tâm lý buồn lo, bất an. Hay nói cách khác hạn ngũ mộ chủ về hao tổn tiền bạc nhưng dẫn tới nhiều hệ lụy khác. Khi gặp phải hạn ngũ mộ, trong năm đó chắc chắn có nguy cơ bị mất mát tiêu tán về tài sản, tiền của. Nhưng nặng nhất là khi mua bán giao dịch hàng hóa sẽ mua phải đồ kém chất lượng, không tốt hoặc khi thực hiện các giao dịch không có giấy tờ đảm bảo hóa đơn rõ ràng thì khó mà được bảo hành khi hỏng hoặc sẽ bị trộm cắp tịch thu vì hàng mua không có xuất xứ rõ ràng ngay cả khi có lòng tốt cho người khác ở nhờ ngủ nhờ cũng dẫn tới hao tốn tiền của vì dễ gặp phải người gian có tính trộm cắp gây thiệt hại về tài chính cụ thể hạn ngũ mộ được diễn giải như sau thứ nhất bị kẻ gian lấy tiền của hàng hóa mua vào kém chất lượng hàng giả hàng nhái khiến cho tài chính suy giảm thậm chí thua lỗ tới trắng tay không một xu dính túi thứ hai khi mua hàng không có hóa đơn chứng từ thì dễ bị vướng vào vấn đề pháp luật lao lý mất tiền mà chất lượng chẳng thấy đâu thậm chí còn bị bắt giữ gặp rắc rối với pháp luật vì mua bán hàng hóa không chất lượng hàng hóa không có xuất xứ rõ ràng thứ ba ngay cả khi chúng ta có lòng tốt muốn giúp đỡ người khác cho vay cho mượn tiền cũng gặp phải rắc rối khó hoặc không đòi được tiền về cho người khác tá túc thì có nguy cơ bị trộm cắp vì gặp phải kẻ gian tất cả đều dẫn tới tiêu tán tiền bạc của gia chủ có 6 điều cần đặc biệt chú ý để vượt qua hạn ngủ mộ đối với tuổi đinh tỵ 1977, nữ mạng, trong năm quý mão 2023. Thứ nhất, trong làm ăn buôn bán, cần kiểm tra xuất xứ hàng hóa rõ ràng. Không sử dụng các mặt hàng kém chất lượng. Khi nhập hàng về phải có hóa đơn, giấy tờ rõ ràng. Đừng vì một chút lợi nhuận mà nhắm mắt chấp nhận hàng kém chất lượng. Nhớ như bị công an kiểm tra, tịch thu hàng hóa thì sẽ mất cả chỉ lẫn trải, tai bay vạ gió, rắc rối trồng chất. Thứ hai, về tài sản tiền bạc của bản thân nên giữ cẩn thận, không nên cho vay hay cho mượn dù là bất cứ ai. Chẳng may tiền mất đi thì nghĩa cũng khó giữ. Thứ ba, nên sống hướng thiện, chăm làm việc có ích cho mọi người, cho đi mà không yêu cầu được nhận lại. Tốt nhất hãy tạo mối quan hệ với những người lương thiện, không kết giao với kẻ xấu. Thứ tư, đặc biệt nếu đang giữ nhiều tiền vàng thì cần tránh cất tại nhà mà hãy gửi tiết kiệm vừa đảm bảo an toàn lại thu lãi, tránh được trộm cắp. Thứ năm, đứng về quan niệm phong thủy, bạn nên cân nhắc lại các yếu tố ảnh hưởng đến tiền bạc. Để thuận lợi giữ tiền bạc, bạn nên bày những vật phẩm phong thủy có tác dụng chấn an tài sản, hạn chế thất thoát. Thứ sáu, không để người lạ vào nhà hay ngủ qua đêm, tránh xảy ra trộm cắp tài sản. Tuổi đinh tỵ 1977, nữ mạng, trong năm 2023, bị sao vân hớn chiếu mạng. Sao vân hớn chiếu mạng nữ thì sẽ khó sinh và gặp họa huyết quang sao vân hớn chiếu mạng mệnh chủ nào thì gia đình mệnh chủ đó thường sẽ bị bất an điền sản bất vượng nên cần phải thật thận trọng do vậy từ xa xưa người ta vẫn quan niệm rằng để giảm bớt các vận hạn do sao vân hán chiếu mạng thì nên cúng giải hạn sao vân hán hàng tháng để tâm lý được vững vàng và an tâm hơn từ đó tạo dựng niềm tin sẽ gặp may mắn thuận lợi hơn trong cuộc sống và công việc nhìn chung sao vân hán là một hung tinh nhưng cũng khá lành thường không ảnh hưởng quá nhiều tới công việc và sức khỏe của mệnh chủ Tuy nhiên, có điều vào một vài thời điểm quan trọng trong năm cũng nên chú ý giữ gìn bổn mạng, nhường nhịn lời ăn tiếng nói, cẩn trọng giữ gìn ngôn ngữ và hành vi, nên ứng xử đúng mực để tránh những thị phi rắc rối không cần thiết có thể xảy ra. Từ xa xưa người ta đã quan niệm rằng dù gặp sao tốt hay sao xấu thì cũng nên làm lễ hóa giải và nghênh sao. Sao vân hớn là một hung tinh, nên cần làm lễ giải hạn để tâm lý được vững vàng, có thêm niềm tin trong cuộc sống, mong muốn tránh được rủi ro và gặp nhiều may mắn. Theo các chuyên gia phong thủy, thời gian cúng giải hạn sao vân hớn thích hợp nhất là vào lúc sao đăng viên, sao chiếu sáng tròn nhất. Ngày vân hớn tinh đăng viên vào lúc 9 giờ đến 11 giờ ngày 29 âm lịch hàng tháng, hướng về chính nam để làm lễ giải sao. Lưu ý để việc làm lễ cúng giải hạn được tiến hành suôn sẻ thì trong nhà nên treo nhiều đồ vật cắt tường, cầu may hay dùng trang sức đá quý màu vàng như thạch anh tóc vàng, thạch anh vàng, hổ phách, lưu ly. Li. Mọi thứ dùng để cúng giải hạn sao vân hớn cần chuẩn bị phải có màu đỏ, trường hợp nếu những thứ khác có màu sắc khác thì dùng giấy màu đỏ gói lại hoặc lót giấy màu đỏ xuống phía dưới sau đó đặt lễ lên trên. Vận trình từng tháng của tuổi Đinh Tỵ 1977, nữ mạng trong năm 2023. Tử vi tuổi Đinh Tỵ 1977, nữ mạng năm 2023 theo từng tháng âm lịch được căn cứ theo 24 tiết khí để đánh giá và phân tích vận trình tháng 1 âm lịch 2023, đối với tuổi đinh tỵ 1977, nữ mạng. Khi bước sang tháng 1 âm lịch năm 2023, chịu ảnh hưởng của Tết Nguyên đán, nên tuổi đinh tỵ tháng này tính tình lạc quan, vui vẻ, phúc khí tràn đầy. Quý cô tuổi đinh tỵ được thu hoạch tất cả các loại niềm vui và hạnh phúc, cuộc sống tương đối thoải mái. Tuy nhiên, đừng quá đắm chìm vào niềm vui mà quên mất đi việc phải đảm bảo cho sức khỏe tốt, đặc biệt chú ý họa huyết quang, bệnh cũ tái phát trong tháng này, khi đi ra ngoài thì phải đảm bảo an toàn cho bản thân nhất là trong dịp du xuân thì tình hình giao thông sẽ rất khó khăn. Vận trình tháng 2 âm lịch năm 2023 đối với tuổi Đinh Tị 1977 nữ mạng. Bước sang tháng 2 âm lịch này, quý cô tuổi Đinh Tị có tài lộc và sự nghiệp ở mức trung bình. Mặc dù hầu hết tình trạng công việc của bạn vẫn ổn định nhưng những bạn đang xin việc thì không có nhiều cơ hội việc làm trong tháng này. Về cơ bản là trong tình trạng đứng ngồi không yên, vì vậy quý cô tuổi Đinh Tị phải nỗ lực hơn mới có cơ hội nâng cao tài lộc trong tháng này bản mệnh nếu có ai đó vay mượn tiền bạc hay cho người lạ ngủ nhờ vào nhà thì nên tìm cách từ chối khéo léo cho vay cho mượn tiền cũng gặp phải rắc rối khó hoặc không đòi được tiền về cho người khác tá túc thì có nguy cơ bị trộm cắp vì gặp phải kẻ gian thậm chí nguy hiểm đến tính mạng về phần sức khỏe tháng này bạn dễ cảm thấy mệt mỏi hoặc thiếu năng lượng đồng thời sự ảnh hưởng của hung tinh thiên khốc cũng có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe của quý cô Bước sang tháng 3 âm lịch năm 2023, đối với tuổi đinh tỵ 1977, nữ mạng. Vận trình tình cảm của tuổi đinh tỵ 1977 cực kỳ kém trong tháng 3. Bị ảnh hưởng bởi sao hung tinh, lại là tháng sung của tuổi bổn mạng cho nên, đối với quý cô tuổi đinh tỵ cẩn thận có kẻ thứ ba xen vào tình yêu của bạn. Những người đã kết hôn có thể sẽ xảy ra một số xáo trộn trong chuyện tình cảm tháng này. Tuy nhiên, bạn chỉ cần làm việc chăm chỉ để vượt qua thời gian khủng hoảng này, một khi bạn biết đặt mình vào vị trí của người ấy và ngưng cằn nhằn, thì tình cảm mới ổn định được. Việc mua bán liên quan tới giấy tờ, cần phải hết sức cẩn thận, tránh gây ra sự bất hòa, cãi vã, kiện tụng, mà mình là người phải chịu nhiều thua thiệt. Tháng này, một số người đang kinh doanh chứng khoán hoặc tham gia vào lĩnh vực tài chính có thể gặp phải sự xa sút trong vận may của bạn. Bước sang tháng tư âm lịch 2023, đối với tuổi đinh tỵ 1977, nữ mạng trong tháng này đối với quý cô tuổi đinh tỵ cũng dễ bị xáo trộn bởi một số cảm xúc tiêu cực khiến bản thân xa sút do năng lượng tiêu cực gây ra. Không chỉ vậy, dưới ảnh hưởng của các sao hung tinh cách giác, một số người trong tháng này còn có thể nghe được vài tin xấu từ người thân khiến bạn lo lắng và dễ bị bi quan bao trùm. Nếu không can thiệp thì có thể sẽ phát sinh chuyện thị phi. Đối với những người kinh doanh buôn bán, đừng vì một chút lợi nhuận trước mắt mà bất chấp nhận hàng kém chất lượng, không rõ nhãn mát. Nhỡ như bị công an kiểm tra tịch thu hàng hóa thì sẽ mất cả chỉ lẫn trải, tai bay và gió kéo đến. Vì vậy, khuyên quý cô tuổi đinh tỵ trong tháng này nên chú ý điều chỉnh trạng thái và cảm xúc của mình, sống lạc quan nhất có thể, gặp chuyện rắc rối thì nên tâm sự với mọi người xung quanh, đừng đặt nặng vấn đề quá, kẻo lại gây ra nhiều áp lực cho bản thân. Tháng 5 âm lịch năm 2023, đối với tuổi đinh tỵ 1977, nữ mạng. Về phương diện công việc làm ăn, công việc làm ăn của quý cô trong tháng này đã đi vào ổn định nên tập trung vào công việc chính nhiều hơn, để thu gặt hái nhiều thành quả về cho mình. Về tiền bạc, tháng này kinh tế có dấu hiệu phát triển, đối với những người kinh doanh, buôn bán gặp không ít thuận lợi, tiền bạc thu vào ẩm ẩm, tài lộc tương đối tốt. Về sức khỏe, thì gia chủ tháng này sức khỏe tốt, nhưng chú ý cẩn thận ăn uống, dễ mắc bệnh cũ tái phát, chú ý, là đi lại cần cẩn thận, tránh gặp tai nạn. Bước sang tháng 6 âm lịch năm 2023, đối với tuổi đinh tỵ 1977, nữ mạng. Năm 2023, tình cảm của quý cô tuổi đinh tỵ trong tháng 6 rất xấu, bị sao hung tinh chiếu mệnh nên người tuổi đinh tỵ sẽ gặp họa thị phi tiểu nhân hãm hại vào tháng này. Có những kẻ xấu cạnh tranh thiếu lành mạnh, khiến những bạn đang tham gia vào ngành kinh doanh có thể gặp nạn trong tháng này. Với những người làm công ăn lương có thể sẽ bị những trận đòn tâm lý và những lời thoá mà ác ý từ đồng nghiệp khiến cả công việc và các mối quan hệ xã hội của bạn đều xa sút Lời khuyên cho quý cô tuổi đinh tỵ trong tháng này cần chú ý, trong lời ăn tiếng nói, cách hành xử của mình, không nên cho vay mượn về tiền bạc cũng không nên đầu tư một khoản tiền lớn vào một dự án nào đó mà mình chưa chắc chắn, tránh tự gây ra họa và những phiền phức không đáng có cho bản thân. Tháng 7 âm lịch 2023, đối với tuổi đinh tỵ 1977, nữ mạng. Sao hung tinh thiên khốc chiếu mạng khiến cho quý cô đinh tỵ có tính khí thất thường trong tháng 7 đặc biệt là khi nói chuyện với nửa kia hoặc thành viên trong gia đình đinh tị nóng nảy thường xuyên cãi vã hoặc xung đột với các thành viên trong gia đình dù chỉ là những vấn đề nhỏ nhặt dẫn đến không khí gia đình căng thẳng vì vậy trong tháng này quý cô tuổi đinh tị nên học cách kiềm chế tính khí và cảm xúc của mình không nên thường xuyên chút năng lượng tiêu cực vào người thân điều này rất bất lợi cho tài vận và tình cảm của gia đình bạn Tháng này công việc gặp nhiều trục trặc, tiểu nhân quý phá, tài lộc bấp bênh, bản mệnh cần chú ý hơn trong cách hành xử của mình với mọi người xung quanh, đặc biệt là đồng nghiệp và cấp trên, để tránh gây thêm phiền phức cho mình. Vận trình tháng 8 âm lịch năm 2023, đối với tuổi đinh tỵ 1977, nữ mạng. Bước sang tháng 8 âm lịch, quý cô tuổi đinh tỵ lại có được vận trình tương đối tốt, tháng trước đen đủi bao nhiêu thì tháng này lại sáng bấy nhiêu, đúng là sau rông bão trời quang mưa tạnh, quý cô có cơ hội để tài lộc tăng mạnh do tình hình thị trường tương đối tốt, đặc biệt là sự bùng nổ của thị trường chứng khoán có thể mang lại lợi nhuận cho nhiều bạn đang đầu tư tài chính. Đinh Tị là một trong số hàng nghìn nhà đầu tư chứng khoán thành công nhất của tháng. Đối với những người làm kinh doanh, buôn bán, thì việc kinh doanh buôn bán cũng được thông thuận, hàng hóa tấp nập, buôn may bán đắt, điều này giúp cho những người kinh doanh có cơ hội hốt vàng hốt bạc trong tháng. Người làm công ăn lương cũng có một tháng tốt lành, công việc trôi chảy, cấp trên nâng đỡ, đồng nghiệp nể trọng, có được cơ hội tiếp cận với những dự án mới, mang lại cho bạn nhiều tiềm năng về tài chính trong tương lai. Vận trình tháng 9 âm lịch năm 2023 đối với tuổi Đinh Tị 1977, nữ mạng. Tháng 9 là tháng mang tin vui về cho quý cô tuổi Đinh Tị, quý cô không bị ảnh hưởng nhiều bởi các sao xấu trong cuộc nên về cơ bản bạn có thể duy trì bản thân trong tâm thế tương đối ổn định. Quý cô tuổi đinh tỵ có những ngày nhàn nhã hơn bao giờ hết, không cần lo lắng về cuộc sống, không cần phải lo lắng về gia đình, và cũng có rất nhiều thời gian dành để làm những gì bạn muốn. Bước sang tháng 10 âm lịch năm 2023, đối với tuổi đinh tỵ 1977, nữ mạng. Bước sang tháng 10 âm lịch này, các mối quan hệ xã hội của quý cô tuổi đinh tỵ có được sự phát triển tháng này sẽ là một tháng may mắn đối với quý cô vì vậy bạn cũng cần phải biết nắm bắt cơ hội để mở rộng quan hệ xã hội của mình điều này thực sự rất hữu ích cho mạng lưới và công việc sự nghiệp của bạn tháng này về công việc của hầu hết các bạn nữ tuổi này đều tiến triển tương đối thuận lợi sự nghiệp của bạn về cơ bản vẫn duy trì được trạng thái tiến triển ổn định về gia đình cũng không cần lo lắng quá tài lộc trung bình nếu như biết nắm bắt thời cơ vẫn thu về tài lộc tương đối tốt vận trình tháng 11 âm lịch năm 2023, đối với tuổi đinh tỵ 1977, nữ mạng. Tháng này có nhiều ảnh hưởng tích cực từ các tinh. Người làm công việc kinh doanh có thể gặp được nhiều may mắn và thuận lợi, lạc quan. Do có mối quan hệ làm ăn ngon ở thời điểm gần cuối năm, nên một số bạn làm ăn buôn bán sẽ rất hanh thông, trong tháng này, tài lộc tăng lên nhanh chóng. Quý cô tuổi đinh tỵ nếu có thể nắm bắt cơ hội và làm việc chăm chỉ để kiếm tiền, thì tháng này sẽ là tháng thu hoạch tài sản rất tốt và bạn cũng sẽ có cơ hội kiếm được rất nhiều tiền. Nhìn chung, với quý cô tuổi Đinh Tỵ trong tháng này, thu nhập chính và thu nhập phụ đều có sự tăng trưởng thích hợp, bạn cũng sẽ thu được lợi tức từ quản lý tài chính. Bước sang tháng 12 âm lịch năm 2023, đối với tuổi Đinh Tỵ 1977, nữ mạng Bước sang tháng 12 âm lịch do ảnh hưởng của Tết Nguyên Đán nên tháng này quý cô tuổi Đinh Tỵ chắc chắn sẽ bận rộn hơn những tháng trước, bạn cần giải quyết nhiều công việc, sự nghiệp cuộc sống làm cho bạn bận rộn hơn rất nhiều. Nhưng chính vì công việc nhiều mà túi tiền của quý cô cũng không ngừng tăng lên, điều này cũng tạo ra cho quý cô không ít niềm vui và động lực để cố gắng hơn nữa. Lời khuyên cho quý cô, dù cuộc sống có bận rộn tới đâu đi chăng nữa, cũng nên có kế hoạch cụ thể, sắp xếp thời gian giữa làm việc và nghỉ ngơi cho hợp lý, sức khỏe là vốn quý, đây là một điều cần thiết để tránh các áp lực quá sức dẫn kiệt sức, điều này sẽ là nguồn cơn cho bệnh tật phát sinh. Trên đây là toàn bộ thông tin về tử vi của tuổi Đinh Tỵ, nữ mạng, những người sinh năm 1977. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp các bạn an tâm hơn phần nào cho những dự định trong năm sắp tới của mình chúc các bạn bình an may mắn hạnh phúc và thành công xin chào và hẹn gặp lại